Ngày 23 tháng 11, đạo diễn Gia Bảo mang vở cải lương Lan và Điệp ra Hà Nội diễn. Vở diễn có sự nhập cuộc của rất nhiều nghệ sĩ gạo cội và khác lạ là nam ca sĩ Hoài Lâm. Nhân dịp này, Gia Bảo chia sẻ với phóng viên về mối quan hệ giữa anh và Hoài Lâm cũng như những điều lôi cuốn trong cuộc sống của nam ca sĩ với người thê thiếp trẻ. Khi Hoài Lâm tuyên bố xong ca hát trong vòng 2 năm, là anh rể của nam ca sĩ, anh cảm thấy thế nào? Hoài Lâm là mẫu nghệ sĩ điển hình, sống và hát theo cảm xúc. Khi bước lên sân khấu, Hoài Lâm dồn hết cảm xúc, tâm tư, suy nghĩ của mình vào bài hát. Chính vì thế, sau mỗi lần diễn giả, Hoài Lâm đều rất mệt, sau dần thành quảng hồn đi hát. Không còn cảm xúc, quảng hồn đi hát nên Hoài Lâm mới tuyên bố nghỉ vài năm, chứ thực sự không phải do kiêu căng hay chảnh gì đâu. Lẽ dĩ nhiên, khi Lâm nghỉ hát, tôi cũng như người thân, đồng đội và nhiều người theo dõi khác đều rất tiếc nuối. Hoài Lâm có một giọng hát trời cho. Chỉ cần em cất tiếng hát là có thể chạm ngay vào trái tim của người theo dõi. Một người nghệ sĩ như thế mà bỏ nghề rất đáng tiếc. Hơn nữa, Hoài Lâm còn có gia đình gồm thê thiếp và hai con gái. Nếu nghỉ hát thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quảng hồn tế. Nhưng tiếc thì tôi cũng phải tôn trọng quyết định của Hoài Lâm. Thà để em ấy nghỉ ngơi một thời gian rồi quay về còn hơn cứ bắt em hát mà không có cảm xúc. Nghệ sĩ đâu phải cái máy, cứ bật công tắc là chạy. Nếu Lâm hát không có cảm xúc, người theo dõi nhận ra ngay và như thế là em phụ lòng nhưng người yêu yêu thương mình. Rất may, Hoài Lâm chỉ nghỉ hát khoảng nửa năm rồi sau đó lại quay về. Đạo diễn Gia Bảo là anh rể của nam ca sĩ Hoài Lâm. Khi Hoài Lâm tuyên bố nghỉ hát, có nhiều tin đồn cho rằng nam ca sĩ dùng chất kích thích. Trời ơi, Hoài Lâm lấy đâu ra tiền mà chơi? Em còn phải nuôi thê thiếp và hai con nữa. Giả sử Hoài Lâm có dùng chất kích thích thật thì em vẫn có thể đi hát bình thường. Giới nghệ sĩ thiếu gì người như thế. Hoài Lâm nghỉ hát chỉ đơn giản vì không tìm thấy cảm xúc mỗi khi diễn giả nữa. Khi tìm lại được, em ấy sẽ lại bước lên sân khấu. Tuyên bố nghỉ hát 2 năm nhưng chỉ ít tháng sau đó, Hoài Lâm nhập cuộc vào vở cải lương Lan và Điệp với anh đạo diễn. Kể từ đó, nam ca sĩ bắt đầu đi hát quay về. Anh dùng cách nào ép được nam ca sĩ quay về với nghệ thuật? Không ai ép được Hoài Lâm đâu. Hoài Lâm tạm thời hết cảm xúc nên tạm nghỉ hát. Khi có cảm xúc quay về, em sẽ đi hát lại thôi. Hoài Lâm nhiều người biết đến chỉ sau một chương trình trên truyền hình. Em bước thẳng vào showbiz với địa điểm ngôi sao mà chưa trải qua giai đoạn làm quen, rèn rũa về mặt tâm lý. Chính vì thế, em chưa đủ bạn dạng lĩnh để sống với nghề. Hơn nữa, làm việc gì lâu cũng có lúc chán. Người nghệ sĩ bạn dạng lĩnh, từng trải thì họ sẽ tìm cách vượt qua được những lúc tâm trạng bị xuống, còn Lâm thì rất non nớt. Khi tôi mời Hoài Lâm nhập cuộc vào vở cải lương Lan và Điệp, Hoài Lâm có cơ hội làm mới bạn dạng thân. Bên cạnh dòng nhạc bolero, em được làm quen với môn nghệ thuật khác. Ít nhiều điều đó sẽ mang lại những cảm xúc tươi mới cho Hoài Lâm. Khi nhập cuộc vở Lan và Điệp, Hoài Lâm có cơ hội làm việc với những nghệ sĩ gạo cội như Thanh Thanh Hiền, Chí Tâm. Những người đó đứng trên sân khấu mấy chục năm, họ rất giỏi nhưng vẫn hăng say tập luyện, không thể ngày đêm và khác lạ, họ vẫn giữ được ngọn lửa với nghề. Chứng kiến điều đó cũng khiến Hoài Lâm nhìn lại bạn dạng thân mình và nỗ lực hơn. Hoài Lâm khi diễn cải lương trong vở Lan và Điệp. Ảnh dân. Khi vở Lan và Điệp công diễn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong cảnh đầu bước ra sân khấu, Hoài Lâm lộ rõ sự lo lắng, thiếu tự tin, nhưng sau đó, nam ca sĩ lại diễn giả khá tốt. Đúng rồi, Hoài Lâm sống nặng trĩu về cảm xúc. Hồi đầu mới tập Lan và Điệp, Hoài Lâm run lắm, mất hết tinh thần. Rất may, em được các nghệ sĩ gạo cội hết lòng dìu dắt, chỉ bảo. Khi vở Lan và Điệp được công diễn tại thành phố Hồ Chí Minh, các người theo dõi thấy nghệ sĩ Chí Tâm giai Điệp luôn đặt tay vào sau lưng Hoài Lâm mỗi khi em quý ca. Đó không phải là hành động diễn đơn thuần. Chú Chí Tâm đặt tay vào lưng của Hoài Lâm để tấn công nhịp, giúp em ca không bị trật. Đó là điều rất đáng quý của những người nghệ sĩ chân chính. Hiện giờ Hoài Lâm vui lắm, không còn căng thẳng như lúc trước.
sắp tới, em còn đi lưu diễn cùng phụ Dương nuôi là danh hài Hoài Linh. Hoài Lâm tâm sự vì thích hát dòng nhạc trang, Hinh Quang nhưng lại nổi danh với dòng nhạc bolero. Có vẻ như nam ca sĩ đang bị mâu thuẫn giữa việc hát cái mình thích và cái người theo dõi thích. Anh có quản hồn mâu thuẫn này sẽ lại một lần nữa khiến Hoài Lâm rơi vào trét. Hoài Lâm có tầm thường quản lý với hai ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc rao và Hinh Quang. Anh em chơi tầm thường thì sẽ bị ảnh hưởng về tính cách, thói quen và sở thích. Hoài Lâm cũng làm các sản phẩm âm nhạc mang đẳng cấp ra, Hinh Quang rồi. Đó cũng là cách giúp em giải tỏa những căng thẳng, tìm được nguồn năng lượng mới, khiến cho cuộc sống trở nên lôi cuốn hơn. Nhưng tôi tin, Hoài Lâm còn duyên với dòng nhạc bolero và sẽ còn ràng buộc với nó trong thời gian tới. Gia Bảo tiết lộ, mối quan hệ giữa anh và Hoài Lâm hiện rất tốt. Anh từng ra sức phản đối mối quan hệ giữa Hoài Lâm và em gái. Điều gì khiến cho anh thay đổi thái độ, hết lòng ủng hộ Hoài Lâm như hiện nay? Đúng, tôi là người phản đối nhiều nhất mối quan hệ giữa Hoài Lâm và Bảo Ngọc. Khi hai đứa quen nhau, em gái tôi mới có 15, 16 tuổi, còn Hoài Lâm cũng có chút tiếng tăm. Tôi không dám chắc chắn vào chuyện tình của hai đứa. Trong chuyện tình cảm, khi có đổ vỡ xảy ra, con gái luôn là người chịu thiệt thòi. Hơn nữa, em tôi khi đó lại còn rất trẻ. Cha mẹ tôi mỗi người một nơi. Tôi là người nuôi em gái trong mấy năm trời. Tôi phải yêu thương, phải lo cho em chứ, nên chuyện tôi ngăn cấm tình cảm của giữa em và Hoài Lâm là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, Hoài Lâm và em gái tôi vẫn yêu thương nhau. Hai đứa vẫn ở bên nhau và giúp nhau tốt lên. Thấy được điều đó, tôi rất mừng và không còn ngăn cản tình cảm của hai đứa. Bây giờ mối quan hệ của tôi và Hoài Lâm tốt lắm. Khi rỉ tai với tôi, bao giờ Hoài Lâm cũng nói, dạ, thưa anh hai. Không ít lần Hoài Lâm nói với tôi, em yêu thương anh hai lắm. Hoài Lâm và em gái anh đến với nhau khi cả hai còn rất trẻ và bắt gặp nhiều sóng gió. Theo anh, điều gì khiến họ có thể vượt qua và vẫn quay về bên nhau? Hoài Lâm nhút nhát nên có những nỗi niềm mà không biết chia sẻ cùng ai. Em gái tôi lại hiểu được điều đó mà không cần Lâm nói ra. Khi ở bên nhau, chúng nó tìm thấy nụ cười và chia sẻ được với nhau. Hoài Lâm cũng là người chịu áp lực kém. Bảo Ngọc lại rất bản lĩnh. Em sẵn sàng đối mặt, giải quyết thay Hoài Lâm, rắc rối thay Hoài Lâm. Tính cách Hoài Lâm và Bảo Ngọc khác biệt nhưng lại bù trừ cho nhau. Chứ tính cách cả hai giống nhau có khi lại mệt. Là anh rể anh tấn công giá Hoài Lâm là người thế nào? Hoài Lâm là người rất thánh thiện lành, ít nói tới mức độ không biết rỉ tai gì. Tuy nhiên, khi lên sân khấu em lại rất tập trung. Hoài Lâm rất yêu thương gia đình, yêu phụ Dương mẹ, thê thiếp con. Đi lưu diễn là tìm mua đồ cho thê thiếp con. Một thanh niên còn trẻ mà làm điều đó rất đáng quý. Hoài Lâm sống mà không ai ghét gì em có làm hại ai bao giờ đâu. Em cũng không quá thân mật tới tiền tài, danh vọng và không có thái độ ngôi sao. Hoài Lâm chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, tận hưởng nụ cười bên thê thiếp con và những người thân. Cảm ơn anh với những chia sẻ trên.